sách Việt Rách, tủ sách ôn luyện kỳ thi vào 10, tổng hợp trọng tâm kiến thức 6, 7, 8 và 9, giải mã tuyển tập đề thi các trường, luyện thi thần tốc, truy cập ngay shopee.vn/vietrachofficialstore. Xin chào tất cả các bạn học sinh thân mến, chào mừng tất cả các bạn đến với bài học ngày hôm nay của chúng ta. Vậy là cô và các bạn đã cùng đồng hành cùng nhau được 3 cái chương đầu tiên của toán lớp 8 rồi, đúng không nhỉ? Vậy trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu cái bài đầu tiên của chương số 4. Vậy chương số 4 của chúng ta sẽ có nội dung như thế nào? Chúng ta cùng quan sát thông qua cái phần bài toán mở đầu như sau nhé. Các bạn quan sát cho cô này. Ở đây có hai bạn, một bạn nam và một bạn nữ, đúng không? Thì bây giờ chúng ta thấy là trong các cái loại biểu đồ mà chúng ta đã được học ở lớp 7 rồi là biểu đồ quạt tròn này, biểu đồ tranh, biểu đồ cột kép, biểu đồ cột, rồi là biểu đồ đoạn thẳng. Thì lựa chọn biểu đồ thích hợp để biểu diễn những cái dữ liệu sẽ giúp chúng ta có thể phát hiện ra được các quy luật nhằm giải quyết vấn đề hiệu quả hơn. Đấy, tức là chúng ta có thể sử dụng những cái biểu đồ mà nó phù hợp này. Sau đó dựa vào việc chúng ta phân tích và biểu diễn dữ liệu thì chúng ta có thể phát hiện ra các quy luật nhằm giải quyết các cái bài toán trong thực tế nó đơn giản hơn. Vậy thì cách để chúng ta có thể lựa chọn biểu đồ rồi là phân tích dữ liệu của biểu đồ như thế nào thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu và cùng lấy những cái kiến thức đó ở trong chương số 4 các bạn nhé. Chương số 4, một số về yếu tố thống kê. Rồi, vậy bây giờ chúng ta lại tiếp tục xem là nội dung của bài học ngày hôm nay nó sẽ liên quan đến vấn đề nào thông qua cái bài toán khởi động như sau. Các bạn quan sát cho cô này. Vậy bây giờ các bạn hãy nêu cho cô những cách để thu thập dữ liệu mà các bạn đã được học ở lớp dưới. À, vậy các bạn sẽ trả lời được ngay đúng không? Đó là ta có thể thu thập dữ liệu từ những nguồn có sẵn. Ví dụ như thể là sách, báo này, qua mạng internet này. Rồi là chúng ta có thể đi phỏng vấn, lập phiếu hỏi, quan sát, làm thí nghiệm, vân vân, để chúng ta có thể thu thập được dữ liệu mà chúng ta cần. Được chưa nhỉ? Vậy cách để chúng ta thu thập dữ liệu như thế nào? Sau đó lại chúng ta lại phân tích dữ liệu đấy ra làm sao? Chúng ta cùng đi nghiên cứu cho cô bài số 1, thu thập và phân loại dữ liệu. Rồi, bây giờ chúng ta cùng xem là nội dung bài học bài số 1 trong chương 4 này sẽ có những phần nào thông qua cái phần nội dung bài học như sau nhé. Nội dung bài học của hôm nay của chúng ta gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là thu thập dữ liệu. Phần thứ hai là phân loại dữ liệu theo các tiêu chí. Phần thứ ba đó là tính hợp lý của dữ liệu. Rồi, bây giờ chúng ta cùng vào cho cô phần 1 thu thập dữ liệu nhé. Các bạn quan sát cho cô phần 1 thu thập dữ liệu khám phá số 1 như sau. Bạn Tú đã tìm hiểu về 5 quốc gia có số huy chương vàng cao nhất ở SEA Games 31 từ bảng thống kê sau. Đây, người ta đã thống kê các cái loại huy chương và số huy chương của các quốc gia này: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Singapore ở trong cái bảng thống kê này. Rồi, đầu tiên đây sẽ là huy chương vàng này, huy chương bạc, huy chương đồng. Đấy, và đây là tổng số huy chương, đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có câu A. Em hãy giúp bạn Tú tìm thông tin để hoàn thiện biểu đồ sau vào vở. Đây, các bạn tìm thông tin ở bảng thống kê này, sau đó hoàn thiện cái biểu đồ cột ở bên phải này cho cô. Vậy bây giờ các bạn nhìn cho cô. Ban đầu mình nhìn vào cái biểu đồ này, chúng ta phải đọc tên của biểu đồ cho cô. Ở đây là biểu đồ này nó thống kê số huy chương vàng ở SEA Games 31, đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta thấy ở Việt Nam là cột, người ta đang đánh dấu hỏi chấm đây. Vậy chúng ta phải điền cho cô cái thông tin để điền vào phía trên cái cột này, đúng không nhỉ? Rồi tương tự như thế, người ta yêu cầu chúng ta điền số huy chương vàng của Indonesia, rồi là của Singapore. Vậy các bạn tra cho cô bảng thống kê, chúng ta điền được như sau. Đây các bạn thấy huy chương vàng. Huy chương vàng thì nó sẽ là cái cột đầu tiên này, đúng không? Huy chương vàng của Việt Nam là bao nhiêu đây các bạn? 205, đúng không? Vậy các bạn điền vào đây cho cô. Đấy, tiếp tục. Thái Lan thì các bạn thấy ở đây người ta đã biểu diễn sẵn cho chúng ta rồi là 92. Thì so vào đây xem khớp không? Có, đúng không? 92. Tiếp tục, Indonesia. Indonesia thì chúng ta thấy là có 69 huy chương vàng. Vậy chúng ta điền vào đây là 69. Tiếp tục, Philippines thì chúng ta thấy người ta điền sẵn là 52. Chúng ta đối khớp xem đúng không này. À đúng, đúng không? Tiếp tục, Singapore thì chúng ta sẽ thấy là nó có số huy chương vàng là 47. Vậy các bạn điền vào đây cho cô.
Đấy là câu A trong cái phần khám phá số 1. Tiếp theo sẽ là câu B. Câu B của chúng ta như sau. Là theo em, bạn Tú đã dùng phương pháp nào trong các phương pháp sau để thu thập dữ liệu? Thì các bạn quan sát cho cô, người ta cho tên các phương pháp này. 1. Quan sát trực tiếp. 2. Làm thí nghiệm. 3. Lập phiếu hỏi. 4. Thu thập từ những nguồn có sẵn như sách, báo, internet. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là để thu thập được số huy chương của các cái quốc gia, đó là Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Singapore. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là nếu mà chúng ta dùng cái phương pháp là quan sát trực tiếp thì nó sẽ rất là lâu, đúng không? Đấy, rồi làm thí nghiệm thì cũng không phải này, lập phiếu hỏi, phiếu thăm dò cũng không phải, đúng không? Rồi là thu thập từ nguồn có sẵn như sách báo. Thế thì ở đây chúng ta thấy là việc thuận tiện nhất mà cô dự đoán bạn Tú đã dùng phương pháp đó là bạn ý thu thập từ internet. Đấy, vì là bây giờ chúng ta thử lên trang web, sau đó chúng ta tra thử thì chúng ta thấy nó hiện ra rất là nhanh. Còn nếu mà bây giờ chúng ta đi tìm ở trong sách báo thì nó cũng sẽ lâu hơn, đúng không nhỉ? Vậy bây giờ chúng ta, theo cô thì bạn Tú đã dùng phương pháp đó là thu thập từ nguồn có sẵn trên internet. Và cụ thể muốn tra về gì các bạn nhỉ? Kết quả của SEA Games thì năm đấy là năm 2021, đúng không? Thì khi đó chúng ta sẽ truy cập vào trang web https://seagames2021.com thông qua mạng internet để bạn ý thu thập dữ liệu. Đấy là câu B của chúng ta. Vậy thì qua cái phần khám phá số 1 này, các bạn thấy rằng là để thu thập một dữ liệu nào đó để phục vụ cho cái công việc của chúng ta cần ý, thì chúng ta phải lựa chọn cho cô cái phương pháp phù hợp, đúng không nhỉ? Đấy, vì trong cái trường hợp của bạn Tú chẳng hạn, chúng ta thấy là không thể quan sát trực tiếp hay là làm thí nghiệm hay là lập phiếu thăm dò được, mà chúng ta cách nhanh nhất và thuận tiện nhất mà lại chính xác đấy là thu thập từ internet, đúng không? Vậy các bạn rút ra cho cô nhận xét như sau. Rồi, là có nhiều cách để chúng ta thu thập dữ liệu như thu thập từ các nguồn có sẵn này, phỏng vấn này, lập phiếu hỏi này, quan sát, làm thí nghiệm, vân vân. Chúng ta cần tìm ra những cái phương pháp phù hợp với từng lĩnh vực này, mục đích cần thu thập, thấy chưa? Rồi, đấy là phần nhận xét của chúng ta. Bây giờ chúng ta cùng áp dụng vào làm cho cô phần thực hành số 1 các bạn nhé. Ở đây chúng ta hãy quan sát vào thực hành số 1 và cho cô biết. Em hãy đề xuất phương pháp thu thập dữ liệu cho các vấn đề sau. Câu A, sản lượng gạo và cà phê xuất khẩu của Việt Nam trong 4 năm gần nhất. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ giải như thế nào? Thì để xem, tra xem là sản lượng gạo và cà phê xuất khẩu của Việt Nam trong 4 năm gần đây nhất, thì cách nhanh nhất và thuận tiện nhất là chúng ta sẽ tra internet, đúng không? Tra mạng. Bằng cách là chúng ta sẽ vào cho cô thu thập từ các cái nguồn có sẵn trên internet hoặc là sách báo, đúng không? Rồi, câu B là ý kiến của học sinh khối 8 về chất lượng bữa ăn bán trú. Thì để xem là chất lượng của cái bữa ăn bán trú, ý kiến của học sinh khối 8 ra làm sao, thì chúng ta sẽ dùng các phương pháp, ví dụ là chúng ta lập phiếu hỏi. Đấy, phát cho tất cả các học sinh khối 8 của trường đấy. Sau đó chúng ta thu thập và chúng ta sẽ như nào các bạn? Chúng ta sẽ thống kê lại, đúng không? Rồi ngoài ra chúng ta có thể làm một cách trực tiếp, đấy là chúng ta phỏng vấn từng bạn học sinh khối 8 của trường đó để chúng ta thu thập được dữ liệu nhá. Đấy là phần thực hành số 1. Tiếp theo chúng ta lại tiếp tục làm cho cô phần vận dụng số 1 như sau. Vận dụng 1 này, sử dụng phương pháp tích hợp để thu thập dữ liệu và lập bảng thống kê dân số các tỉnh Tây Nguyên, Kon Tum. Các tỉnh Tây Nguyên này, đó là Kon Tum này, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng. Rồi, vậy thì sử dụng phương pháp nào đây? Chúng ta nên sử dụng phương pháp đó là dùng mạng internet, đúng không? Rồi, và cụ thể là chúng ta sẽ truy cập vào cái trang web này, cô đã chiếu trên màn hình đấy, của Tổng cục Thống kê. Đấy, rồi bây giờ tiếp tục người ta yêu cầu thứ hai là lập bảng thống kê về dân số. Thì sau khi mà chúng ta đã truy cập vào trang web này rồi thì chúng ta lại tiếp tục là lấy cho cô những cái dữ liệu ở trên đấy để chúng ta lập cái bảng thống kê. Đây, bảng thống kê thì sau khi truy cập vào trang web này thì cô đã lập được bảng thống kê như sau. Bảng thống kê dân số năm 2021 của các tỉnh Tây Nguyên này. Đây, là tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng. Thì ở đây chúng ta sẽ có dân số của Kon Tum là
68,78 nghìn người. Tiếp tục là Gia Lai sẽ là 1.569,72 nghìn người. Tương tự là Đắk Lắk này, Đắk Nông và Lâm Đồng. Đấy là những cái con số mà cô đã thu thập được. Đấy là phần vận dụng số 1. Vậy thì chúng ta đã biết cách, một số cách để chúng ta thu thập dữ liệu rồi, đúng không nhỉ? Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là sau khi đã thu thập được rồi thì chúng ta có thể phân loại những cái dữ liệu đó theo các tiêu chí khác nhau. Vậy các tiêu chí đó là gì và cách phân loại như thế nào? Chúng ta cùng sang cho cô phần thứ 2 nhé. Tiếp theo chúng ta cùng sang cho cô phần thứ 2 nhé. Phần 2 là phân loại dữ liệu theo các tiêu chí. Vậy thì nó sẽ có các tiêu chí như thế nào và cách phân loại ra làm sao? Thì bây giờ chúng ta cùng vào cho cô phần khám phá số 2, các bạn cùng đọc cho cô này. Thông tin về 5 bạn học sinh trong câu lạc bộ cầu lông của trường trung học cơ sở Quang Trung tham gia giải đấu của tỉnh được cho bởi bảng thống kê sau. Đây chúng ta sẽ có các cột này là họ và tên, khối, chiều cao, giới tính, kỹ thuật phát cầu, số nội dung thi đấu. Đấy, câu A, phân loại các dữ liệu trong bảng thống kê trên dựa trên hai tiêu chí là định tính và định lượng. Tiếp theo là câu B và câu C. Vậy khám phá này có 3 ý, đúng không? Vậy bây giờ chúng ta cùng trả lời ý A nhé. Ý A của phần khám phá số 2. Nào, phân loại các dữ liệu trong bảng thống kê trên dựa trên hai tiêu chí là định tính và định lượng. Thì các bạn sẽ trả lời được cho cô là dữ liệu định tính ở đây sẽ là gì các bạn nhỉ? À, định tính là họ và tên này, khối này, ở đây là tiếp theo là giới tính này, đúng không? Rồi là kỹ thuật phát cầu. Vậy là có 4 dữ liệu định tính ở trong cái bảng này. Các bạn trả lời cho cô. Các dữ liệu định tính là họ và tên, khối, giới tính và kỹ thuật phát cầu. Rồi, đấy là câu A. Tiếp theo là câu A này còn một ý nữa, đó là tiêu chí định lượng. Đấy, định lượng thì ở đây chúng ta thấy là định lượng thì các bạn tưởng tượng cho cô là có thể đếm được, đúng không? Rồi, vậy bây giờ chúng ta thấy là định lượng ở đây nó sẽ là chiều cao là một này. Rồi là số nội dung thi đấu là hai. Đấy, vậy có hai cái tiêu chí định lượng, đấy là chiều cao, đơn vị là cm và số nội dung thi đấu. Đấy là phần A của chúng ta. Tiếp tục là câu B trong phần khám phá số 2. Trong số các dữ liệu định tính vừa tìm được, dữ liệu nào có thể so sánh hơn kém? À, thì chúng ta thấy là vừa nãy đã có 4 cái dữ liệu định tính ở đây là họ và tên, khối này, giới tính này, kỹ thuật phát cầu. Vậy trong 4 cái dữ liệu định tính này thì dữ liệu nào có thể so sánh hơn kém các bạn? À, chúng ta trả lời ngay đó là kỹ thuật phát cầu. So sánh thì chúng ta thấy là có tốt, khá này, rồi là trung bình, đúng không? Thì chúng ta thấy rằng là tốt thì nó sẽ hơn khá này, tức là nó sẽ xét theo mức độ giảm dần. Đấy là tốt, xong đến khá, xong rồi đến trung bình, đúng không? Rồi, vậy là mình sẽ trả lời được dữ liệu kỹ thuật phát cầu có thể so sánh hơn kém. Rồi, đấy là câu B của chúng ta. Rồi, vậy thì qua cái câu A và câu B này thì chúng ta sẽ thấy rằng là có hai cách để chúng ta phân loại dữ liệu theo tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất đó là định tính và thứ hai là định lượng. Thế trong cái dữ liệu định tính thì chúng ta lại thấy là phân ra được thành hai loại, đúng không? Loại thứ nhất là có thể so sánh hơn kém, còn loại thứ hai là không thể so sánh hơn kém, đúng không? Rồi, vậy bây giờ tiếp tục trả lời cho cô câu C nhé. Câu C, trong số các dữ liệu định lượng vừa tìm được, định lượng là những anh nào đây? Thứ nhất là chiều cao này, thứ hai là số nội dung thi đấu. Thì dữ liệu nào là số đếm? À, vậy chúng ta thấy là số đếm thì sẽ là gì đây? Số nội dung thi đấu, đúng không? Đấy, chúng ta sẽ đếm. Đấy, đếm sẽ là có 1, 2 hay là 3 hay 4 vân vân nội dung thi đấu. Vậy ở đây chúng ta có số nội dung thi đấu sẽ là dữ liệu định lượng mà có thể là số đếm. Rồi, bây giờ mình trả lời câu C và vở cho cô nhé. Và qua cái phần khám phá số 2 này, chúng ta lại tiếp tục rút ra được cho cô. Đấy là có hai loại dữ liệu định lượng. Đó là gì? Là dữ liệu là số đếm, đúng không? Và hay nói cách khác là chúng ta có thể đếm được. Còn có loại thứ hai nữa, đấy là dữ liệu định lượng không là số đếm, tức là chúng ta không đếm nhé.
Đấy, bây giờ các bạn sẽ có cho cô phần kết luận ghi vào vở cho cô như sau. Dữ liệu định tính được chia làm hai loại. Loại thứ nhất là dữ liệu định danh, là dữ liệu thể hiện cách gọi tên, ví dụ giới tính, màu sắc, nơi ở, nơi sinh, vân vân, thì đây được gọi là dữ liệu định tính và cụ thể sẽ là dữ liệu định danh. Và có cái loại thứ hai trong dữ liệu định tính, đó là dữ liệu biểu thị thứ bậc, là dữ liệu thể hiện sự hơn kém, ví dụ như thể là mức độ hài lòng, trình độ tay nghề hay là khối lớp, thì đây chính là dữ liệu biểu thị thứ bậc nhá. Mức độ hài lòng, cô lấy ví dụ là người ta, một cửa hàng người ta muốn khảo sát về xem là mức độ hài lòng của khách hàng khi mà đến quán, đúng không? Thì nó có thể là gì? Rất hài lòng, không hài lòng, vân vân, đúng không? Đấy là những cái dữ liệu biểu thị thứ bậc. Tiếp tục, loại thứ hai là dữ liệu định lượng. Đấy, dữ liệu định lượng thì nó nhận giá trị thực và được chia thành hai loại. Loại thứ nhất là loại rời rạc, là dữ liệu chỉ nhận hữu hạn giá trị hoặc là biểu thị số đếm. Cô lấy ví dụ cỡ giày này, số học sinh này, số ngày công này, số vật nuôi, vân vân. Đấy. Và loại dữ liệu định lượng thứ hai đó là loại liên tục. Nó là dữ liệu có thể nhận mọi giá trị trong một khoảng nào đó. Ví dụ chiều dài, khối lượng, thu nhập, thời gian, vân vân. Đấy là dữ liệu định lượng loại liên tục. Vậy các bạn lưu ý cho cô, chúng ta hoàn toàn có thể phân loại các dữ liệu dựa theo hai cái tiêu chí này. Đấy là định tính và định lượng. Trong các cái loại định tính và định lượng, nó lại có hai cái loại nhỏ riêng, đúng không? Vậy bây giờ chúng ta vận dụng cho cô cái phần kết luận này, làm cho cô đầu tiên là thực hành số 2. Các bạn thấy là phần này rất là dài, nhiều chữ đúng không? Đấy, các bạn lưu ý là cô thấy các bạn học sinh là rất là hay ngại đọc nhiều chữ. Nhưng mà cái chương này nó sẽ rất là dễ nếu các bạn đọc này, đọc thành thạo này, rồi là chúng ta đọc kỹ. Đấy, phân tích thì mình sẽ thấy dễ. Còn bạn nào mà lười đọc thì chắc chắn là chương này mình học sẽ thấy khó, đúng không? Bây giờ thực hành số 2. Cho các loại dữ liệu sau đây. Đầu tiên, danh sách một số loại trái cây, cam, xoài, mít. Khối lượng tính theo gam của một số trái cây, 240, 320, 1200 gam, vân vân. Độ chín của trái cây, rất chín, vừa chín, hơi chín, còn xanh, vân vân. Hàm lượng vitamin C tính theo miligam có trong một số trái cây, 95, 52, 28. Mức độ tươi ngon của trái cây, loại 1, loại 2, loại 3. Câu A, tìm dữ liệu định tính và dữ liệu định lượng trong các dữ liệu trên. Vậy ở đây chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5 dữ liệu, đúng không? Thì xem anh nào là định tính, anh nào là định lượng. Vậy mình sẽ trả lời được ngay cho cô là các dữ liệu định tính ở đây chính là thứ nhất, danh sách một số loại trái cây, đúng không? Thứ hai là độ chín của trái cây. Và thứ ba là mức độ tươi ngon của trái cây. Đấy, vậy các bạn trả lời cho cô ba cái dữ liệu định tính ở trong các cái loại dữ liệu này. Rồi, ý 2 là các dữ liệu định lượng trong các dữ liệu trên thì sẽ là còn hai anh còn lại. Đấy là gì đấy các bạn? Khối lượng tính theo gam của một số trái cây này. Và thứ hai đấy là gì đấy các bạn? Hàm lượng vitamin C tính theo miligam trong một số trái cây. Đấy, là hai cái dữ liệu định lượng. Đấy là câu A. Tiếp theo là câu B. Trong số các dữ liệu định tính vừa tìm được. Đây, định tính vừa tìm được đây. Dữ liệu nào có thể so sánh hơn kém? Vậy mình trả lời câu B cho cô nhé. Câu B. Dữ liệu định tính chúng ta vừa tìm được là danh sách một số loại trái cây này, độ chín của trái cây này, mức độ tươi ngon của trái cây. Thì dữ liệu nào sẽ là có thể gì đấy các bạn? So sánh hơn kém. Thì chúng ta thấy là độ chín của trái cây mình có thể so sánh hơn kém là rất chín, vừa chín, hơi chín và còn xanh, đúng không? Vậy mình trả lời được là độ chín của trái cây. Đấy, sẽ là dữ liệu định tính có thể so sánh được. Tiếp tục là ý C. Trong số các dữ liệu định lượng vừa tìm được, dữ liệu nào là liên tục? À, liên tục thì chúng ta thấy trả lời được câu C cho cô ở đây là gì? Dữ liệu liên tục sẽ là
dữ liệu định lượng mà tìm được ấy thì cả dữ liệu khối lượng tính theo gam của một số trái cây và dữ liệu hàm lượng vitamin C tính theo miligam có trong một số trái cây đều là những dữ liệu liên tục. Đúng không nhỉ? Rồi đây. Bạn thấy là 240, 320 và 1200 vân vân. Rồi là mức độ tươi ngon của trái cây là loại 1, loại 2, loại 3. Đấy. Đấy là phần thực hành số 2 của chúng ta nhé. Tiếp theo chúng ta cùng vào cho cô phần vận dụng số 3 các bạn nhé. Đó là thống kê về các loại lồng đèn mà các bạn học sinh lớp 8C làm được để trao tặng cho trẻ em khuyết tật nhân dịp Tết Trung Thu thu được trong cái bảng thống kê như sau. Các bạn quan sát ở đây gồm có số thứ tự này, tên lồng đèn này, loại này, số lượng và màu sắc. Cô A trả lời cho cô, tìm dữ liệu định tính và dữ liệu định lượng trong bảng dữ liệu trên. Có A, B và C, ý đúng không? Vậy làm ý A trước cho cô. Ở đây chúng ta sẽ có dữ liệu định tính. Ở đây sẽ là gì các bạn? À, là tên lồng đèn này, loại này và màu sắc. Còn dữ liệu định lượng ở đây của chúng ta sẽ là số thứ tự và số lượng lồng đèn, đúng không? Rồi, vậy bây giờ mình đã trả lời câu A rồi, bây giờ sang câu B này. Câu B, trong số các dữ liệu định tính vừa tìm được, dữ liệu định tính thì chúng ta thấy là có tên lồng đèn này, loại này và màu sắc. Thì dữ liệu nào có thể so sánh hơn kém? So sánh hơn kém thì chúng ta thấy là dữ liệu định tính là loại này. Đấy, là có thể so sánh hơn kém đúng không? Rồi mình trả lời cho cô câu B. Đấy, thì dữ liệu loại đó là lớn, vừa và nhỏ thì có thể so sánh hơn kém. Tiếp tục là câu C. Trong số các dữ liệu định lượng vừa tìm được thì dữ liệu nào là rời rạc? Rời rạc thì sẽ là cái nào đây các bạn? Sẽ là số lượng đúng không? Đây các bạn thấy là số lượng nó 2 này, xong đến 6 này, 10 xong nhảy 15. Vậy là dữ liệu rời rạc nhá. Rồi, đấy là bài vận dụng số 3 của chúng ta. Bây giờ tiếp tục chúng ta cùng sang cho cô sang phần thứ 3 nhá. Phần thứ 3 là tính hợp lý của dữ liệu. Vậy thì chúng ta sẽ trong một cái bảng thống kê hoặc là một cái dữ liệu nào đó, chúng ta có thể phát hiện ra được cái tính hợp lý của dữ liệu hoặc là tính không hợp lý của dữ liệu thông qua những cái khám phá cũng như là những cái phần hoạt động như sau. Các bạn cùng quan sát cho cô. Đây, hoạt động số 3, tìm những điểm chưa hợp lý trong bảng dữ liệu sau. Đây người ta thấy cái bảng này là thống kê số học sinh lớp 8A2 tham gia câu lạc bộ thể thao. Mỗi học sinh thì chỉ tham gia một câu lạc bộ. Ở đây chúng ta có các câu lạc bộ thể thao là bóng bàn, cầu lông, bóng rổ, đá cầu. Và số học sinh ở đây là bóng bàn là 12, cầu lông 15, bóng rổ là nhiều học sinh tham gia, đá cầu là 120. Vậy bây giờ điểm không hợp lý ở đây là gì? Các bạn thấy đâu, cái bảng thống kê này là số học sinh nhá. Số tức là phải là một con số cụ thể. Đấy. Mà ở đây chúng ta thấy là bóng rổ thì người ta lại nói chung chung là nhiều học sinh tham gia. Vậy cái dữ liệu này là không hợp lý. Vậy các bạn trả lời cho cô nhé. Dữ liệu nhiều học sinh tham gia không đúng quy định, không đúng định dạng vì dữ liệu ở đây phải là số cơ nhá. Đấy là phần khám phá số 3. Còn cái dữ liệu 120 ở đây cũng không hợp lý nữa. Vì sao lại như vậy? Vì các bạn thấy là số học sinh thì chúng ta thấy là của một lớp mà lại là 120 thì có hợp lý không? Không, nó vi phạm cái quy định về sĩ số học sinh của một lớp học trong trường trung học cơ sở. Vì vậy mà dữ liệu số học sinh là 120 cũng không hợp lý. Vậy qua cái phần khám phá số 3 này, chúng ta thấy rằng là dựa vào thực tế này, rồi là chúng ta có thể phán đoán được xem là cái dữ liệu mà người ta đưa ra có hợp lý hay không, đúng không nhỉ? Rồi bây giờ chúng ta đưa ra cho cô phần kết luận nhé. Có thể kiểm tra định dạng của dữ liệu hoặc mối liên hệ toán học đơn giản giữa các số liệu thống kê để chúng ta nhận biết được tính hợp lý của dữ liệu và các kết luận dựa trên các dữ liệu thống kê đó. Đấy, tức là chúng ta sẽ dựa vào định dạng của dữ liệu là định tính hay định lượng này, rồi là mối liên hệ toán học đơn giản giữa những cái số liệu thống kê để chúng ta có thể nhận dạng xem là dữ liệu đó có hợp lý hay không, đúng không? Vậy bây giờ vận dụng vào làm cho cô thực hành số 3 như sau. Thực hành 3, bảng thống kê sau cho biết dữ liệu về hoạt động trong giờ ra chơi của học sinh lớp 8A1. Mỗi học sinh chỉ thực hiện một hoạt động. Có các hoạt động như sau này: đọc sách, ôn bài, chơi cầu lông, đá cầu, chơi cờ vua, nhảy dây. Số học sinh
90, 10, 18, 12, 8, tất cả các bạn học sinh nữ. Rồi, nêu nhận xét của em về tính hợp lý của các dữ liệu trong bảng thống kê trên. Vậy ở đây cô sẽ thấy như sau này. Đầu tiên, cô thấy cái số liệu về số học sinh đọc sách là không hợp lý rồi. Vì số học sinh đọc sách của một lớp mà lại tận 90, mà người ta cho là mỗi học sinh chỉ thực hiện một hoạt động, tức là đọc sách rồi thì thôi ôn bài, mà thôi chơi cầu lông, đúng không? Đấy, vì vậy mà số học sinh là 90 của một lớp là nó vi phạm cái sĩ số của một lớp học ở trường trung học cơ sở. Vì vậy mà dữ liệu đầu tiên không hợp lý là số học sinh đọc sách nhá. 90 là không hợp lý, được chưa? Rồi, dữ liệu thứ hai không hợp lý đấy là gì? Là số học sinh nhảy dây. Thì người ta bảo là tất cả các bạn nữ. À, cái này thì cũng không hợp lý, vì sao? Vì ở đây người ta, cái bảng thống kê này cho biết dữ liệu về hoạt động trong giờ ra chơi thì nó phải là số liệu cơ. Đấy, tức là nó phải là một số cụ thể nào đấy. Đấy, thì khi đó dữ liệu ở đây không hợp lý tất cả các bạn nữ nhá. Đấy là phần thực hành số 3 của chúng ta. Tiếp theo chúng ta lại tiếp tục này. Ta có tổng số học sinh ôn bài ở đây là bao nhiêu đây các bạn? Tổng số học sinh của lớp 8A1 thì ở đây sẽ là bao nhiêu? Ôn bài chơi cầu lông, đá cầu và chơi cờ vua thì sẽ là 10 này, cộng 18 cộng 12 cộng 8 là bằng 48 học sinh. Thì do mỗi học sinh chỉ thực hiện một hoạt động nên 48 học sinh đã vượt quá cái vi phạm cái sĩ số của trường trung học cơ sở. Đấy. Nên vì vậy mà chúng ta thấy là dữ liệu số học sinh chưa hợp lý. Đấy, tức là ở đây chúng ta thấy tổng cộng là 48 đúng không? Mà ở trường trung học cơ sở thì chúng ta thấy là tối đa nếu mà trường chuẩn ý, thì chỉ là 40 học sinh trên một lớp thôi. Mà ở đây chỉ là bao nhiêu các bạn? Là 48 học sinh, vượt quá, vì vậy mà nó cũng sẽ không hợp lý nhá. Đấy là phần thực hành số 3 của chúng ta. Tiếp theo chúng ta cùng làm cho cô vận dụng số 4. Là thị phần của một sản phẩm là phần thị trường tiêu thụ mà sản phẩm đó chiếm lĩnh so với tổng số sản phẩm tiêu thụ của thị trường. Bảng thống kê sau cho biết tỷ số phần trăm thị phần của 4 loại bút trên thị trường. Loại bút X là tỷ số phần trăm là 10%, Y là 20%, Z là 40%, T là 30%. Xét tính hợp lý của các quảng cáo sau đây đối với nhãn hiệu bút Z. Z nhá, ở đây. A là loại bút được mọi người dùng lựa chọn. B là loại bút chiếm thị phần cao nhất. À, thì bây giờ chúng ta thấy là hợp lý của cái quảng cáo ở câu A này là đúng hay sai? Không hợp lý, đúng không? Vì sao lại như vậy? Vì là nó có phải là loại bút được mọi người dùng lựa chọn không? Không. Người ta vẫn lựa chọn là cả loại X, cả loại Y và cả loại T đây cơ mà. Đúng không? Đấy, vì vậy mà dữ liệu ở A này là không hợp lý. Dữ liệu B này, người ta bảo là quảng cáo là loại bút chiếm thị phần cao nhất. Tức là cái loại bút Z này là loại mà chiếm thị phần cao nhất, thì câu này đúng. Câu này hợp lý đúng không? Rồi mình trả lời cho cô. Quảng cáo ở câu A không hợp lý so với số liệu thống kê, vì tỷ lệ loại bút nhãn hiệu Z chỉ chiếm 40% thị phần thị trường thôi, đúng không? Không phải là mọi người đều lựa chọn. Mọi người đều lựa chọn thì phải là 100% cơ. Đấy. Rồi còn dữ liệu quảng cáo ở câu B là hợp lý vì phản ánh đúng dữ liệu của bảng thống kê. 40% là lớn nhất trong cái bảng thống kê này. Vì vậy, dữ liệu cái tính hợp lý của cái quảng cáo ở câu B là hợp lý nhá. Đấy là phần vận dụng số 4 của chúng ta và cũng là phần 3. Bây giờ chúng ta cùng sang cho cô phần bài tập trong bài học ngày hôm nay. Vậy các bạn sẽ cùng làm cho cô bài tập số 5 trong sách giáo khoa nhé. Đây, bài 5. Thông tin về 5 bạn học sinh của trường trung học cơ sở kết đoàn tham gia hội khỏe Phù Đổng được cho bởi bảng thống kê như sau. Bảng này gồm có họ và tên, cân nặng, môn bơi, sở trường, kỹ thuật bơi, số nội dung thi đấu, câu A, B và C. Vậy bây giờ chúng ta cùng trả lời cho cô câu A. Câu A, người ta yêu cầu chúng ta phân loại các dữ liệu trong bảng thống kê trên dựa trên hai tiêu chí định tính và định lượng. À, thế thì ở đây chúng ta sẽ trả lời được ngay định tính nó sẽ là gì đây? À, cột họ và tên này, rồi là môn bơi sở trường này, đúng không? Kỹ thuật bơi, đấy, là các cái dữ liệu định tính. Còn các dữ liệu định lượng sẽ là các cái dữ liệu còn lại,
là cân nặng này, rồi là số nội dung thi đấu, đúng không? Rồi, đấy là câu A. Câu B. Câu B các bạn có cho cô: trong số các dữ liệu định tính vừa tìm được, dữ liệu nào có thể so sánh hơn kém? Thì dữ liệu định tính ở đây là họ và tên này, môn bơi sở trường này, kỹ thuật bơi, đúng không? Thì trong ba cái dữ liệu định tính này thì chúng ta thấy có kỹ thuật bơi thì có thể so sánh hơn kém, đúng không nhỉ? Vậy chúng ta trả lời được là dữ liệu kỹ thuật bơi có thể so sánh hơn kém. Tiếp theo sẽ là câu C các bạn nhé. Câu C là trong số các dữ liệu định lượng vừa tìm được, dữ liệu nào là liên tục? Vậy chúng ta thấy là các dữ liệu định lượng ở đây là cân nặng và số nội dung thi đấu, đúng không? Thì cái dữ liệu liên tục sẽ là cân nặng, đúng không nhỉ? Rồi, vậy cho các bạn trả lời cho cô câu C. Đấy là bài số 5 của chúng ta. Về nhà thì chúng ta sẽ ôn lại cho cô toàn bộ kiến thức, ba cái phần kiến thức mà chúng ta đã học trong buổi học ngày hôm nay. Ngoài ra chúng ta sẽ hoàn thành các bài tập còn lại trong sách giáo khoa và sách bài tập. Bây giờ thì cô Hạnh xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong bài số 2 trong chương 4 nhé. Xin chào tất cả các em. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.